Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long. Tại điểm cầu tỉnh An Giang có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2021-2024, chuyển đổi số được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát thực tiễn hơn, công tác tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở được triển khai đồng bộ hiệu quả. Niềm tin của người dân và doanh nghiệp được củng cố, góp phần truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển mới. Kinh tế số, xã hội số tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sản phẩm số của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển và xuất khẩu đi khắp thế giới. Doanh thu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tăng khá. Hạ tầng số, nền tảng số được quan tâm đầu tư và có bước phát triển. Với 100% xã phường thị trấn kết nối Internet cáp quang, chỉ số chính phủ điện tử năm 2022 xếp hạng 86 trên 193. Chỉ số đổi mới sáng tạo luôn duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ ngành các địa phương đã phân tích làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác chuyển đổi số, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, chỉ rõ những nội dung mới, cấp bách, đề xuất các giải pháp mà các bộ ngành địa phương cần phải triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chuyển đổi số đã trở thành xu thế bắt buộc, không thể đảo ngược ở bệnh viện quốc tế, khu vực quốc gia. Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, từng nhà, từng người. Kinh tế số thẩm thấu vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, làm thay đổi cơ bản sâu sắc các hoạt động kinh tế xã hội. Do vậy, các bộ ngành địa phương cần phải thống nhất tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để cùng nhau hành động, nâng cao nhận thức, xác định mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp, đúng, trúng, khả thi, tổ chức thực hiện hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành và địa phương phải tiên phong, gương mẫu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số với quyết tâm cao nhất để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trên tinh thần năm đẩy mạnh, năm đảm bảo, gắn với năm không, không nói không, không nói khó mà không làm, không bàn lùi, chỉ bàn làm, không để ai bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi quốc gia, không dùng tiền mặt, hướng tới mọi giao dịch thông qua phương thức điện tử để phòng chống tham nhũng, sách nhiễu, không giấy tờ, hướng tới số hóa và không để người dân doanh nghiệp mất nhiều thời gian, công sức, chi phí. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2024. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp mặt. Tiếp nối truyền thống hào hùng của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng, lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh An Giang, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, được các ngành các cấp và nhân dân giúp đỡ, đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, không ngừng phấn đấu rèn luyện, lập nhiều chiến công xuất sắc trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, kéo giảm 203 vụ, 604 trên 807 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2023. Quá trình chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh đã không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội, sẵn sàng xung kích vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngại hiểm nguy, bám sát địa bàn, chủ động tấn công truy quét tội phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm những trang sử dễ dàng của công an tỉnh An Giang. Cũng tại Long Xuyên, Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức cuộc họp với các sở ngành tỉnh và phòng ban ngành thành phố có liên quan về chủ trương đầu tư xây dựng quảng trường tỉnh. Theo đó, dự án quảng trường tỉnh được đầu tư xây dựng tại khu đất thuộc phường Mỹ Hòa có tổng diện tích trên 17,8 ha, gồm các hạng mục như tượng đài, cột cờ, khu trưng bày triển lãm, khu khán đài, khu duyệt binh, công viên cây xanh, đài phun nước nghệ thuật, bãi đổ xe, khu nhà mát, nhà vệ sinh và các hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, điện chiếu sáng, đảm bảo đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại. Dự kiến công trình sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Tại buổi làm việc, các sở ngành tỉnh đóng góp ý kiến đề nghị thành phố Long Xuyên cần điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết phân khu phù hợp với dự án, tổ chức thi tuyển kiến trúc và xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối vào quảng trường. Đồng thời, bố trí thêm khu vui chơi giải trí kết hợp với dịch vụ kinh tế đêm tại quảng trường khi không diễn ra sự kiện, lễ hội. Cần đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh về đặt tên quảng trường, tượng đài và đề xuất chủ đầu tư dự án. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đinh Văn Bảo ghi nhận tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh có liên quan và xem đây là cơ sở để thành phố hoàn chỉnh báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng công trình quảng trường tỉnh và thống nhất đề xuất tỉnh đặt tên quảng trường Tôn Đức Thắng và đặt tượng của Người. Sau này tại thành phố Long Xuyên, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang tổ chức chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 8 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2024. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt, chương trình Hành trình đỏ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2024 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp cùng các sở ban ngành và các địa phương liên quan nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tiêu biểu, qua đó tiếp tục động viên nhiều người cùng tham gia hiến máu. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7, chương trình đã diễn ra hoạt động chính là Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng biên giới tại huyện An Phú, Giọt hồng Cù Lao tại huyện Chợ Mới và Ngày hội hiến máu Giọt hồng An Giang tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại thành phố Long Xuyên. Chương trình đã đạt chỉ tiêu vận động 2.500 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận trên 2.000 đơn vị máu, tuyên truyền tư vấn cho trên 2.500 người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay, đồng thời quy động 100 tình nguyện viên tham gia đội hiến máu dự bị hoặc ngân hàng máu sống, luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu. Trong khuôn khổ của chương trình Hành trình đỏ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho 3 tập thể, 10 hộ gia đình và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024. Và 39 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao tặng tấm lòng vàng nhân đạo.